Thank you.
Chúng ta cùng dâng lời nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và tăng cường sinh lực cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn cho đến khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong đợi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong nhưng nghi thức tạ ơn chưa xong, cho nên cộng đoàn sẽ rước ra ngoài mời cộng đoàn giáo xứ cùng tham gia. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
món ăn qua thế.